Lúc thật này bên Ovisua là nó đăng cái ông hôm qua của bạn. Ovisua là nó đăng cái ông đúng hôm qua của bạn. Đây, cũng xương xương này. Ông màu xanh ấy. Đúng không? Mình đăng này được, nó thuê ông này địch ở trên TikTok. Chắc bạn này chạy ấy thôi. Bạn ấn vào P trang. Đấy. Đã được bên trong có giá bài không? Video nhỉ? Video. Ủa. Cái gì? Viết content ra nhỉ? Ừ. Mấy hôm nay trên TikTok mình cứ lấy bình thường. Có cái ông ấy nó thuê đâu mà phải chậm. Nó đang rồi. Nó đang mày mày đi. Ừ, nó là làm sai tư thế rồi. Xem tất cả. À mà không có video nhỉ. Dễ rồi. Mở bộ video có cục xương bộ ở quần áo xanh này. Cứ lòng qua thôi. Cứ like này. Hả? Xem gì? Làm đúng, làm thấp rồi. Ông này không nói đúng không? Có ID không anh? Tìm được ID không anh? Đây là cái này gỗ. À mà cái tương này có tư tình tình đấy không? Automation. Tên Thái. Mà cho logo của nó vào đấy. Việc cái chó thì đây logo của vị ấy á, Visual của nó. Không. Logo của cái ông đấy. Mình đè để được. Ừ, đè đúng. Nhưng mà thôi kệ video của ông ấy thì cứ để.